Năm nay là cái hành trình của tôi đi tìm công lý cho bố tôi. Ngày nay tôi đến Việt Nam để tôi tìm sự thật. Người thật trình bày sự thật. Những người mà xâm nhập nước Việt Nam cầm vũ khí là đảng viên Việt Tân. Tất cả những anh nào mà xâm nhập vô Việt Nam đều tuyên thệ gia nhập đảng trước khi mà vô Việt Nam hết. Có bây giờ anh chứng kiến những cái và tử hình ở trong trại? Có hình. Tức là ăn cắp lặt vặt ở trong chiến khu. Anh ra đường 7. Phải cái anh mà anh nói tôi không? Là ông quyết đoàn trưởng, quyết đoàn bảo vệ ông mình á. Tôi là Bảy, Lê Đình Bảy. Anh đi theo Hoàng Kim Minh lúc nào? Từ năm 82. 82, tháng mấy anh nhớ không? Tức là trong bố thì mình tự trong là tháng 3. Tháng 3 là tháng 2. Nhưng mà ra đời là tháng 30 tháng 4 năm 1980. Tháng 10 rồi, gặp bên Mỹ. Đúng. Cái chính thức mà ổng ra cái ngày tôi nhớ mà là năm 82 á. 82. Tức là ông vô là tháng 2 là đi vô chiến khu Việt Nam. Thì tháng 3 là tổ chức hay là công bố lệnh chính trị á. Ừ. Là tháng 3. Ngày mấy tôi không nhớ, quên lâu quá, mấy năm. Nhưng mà ông là anh làm gì trong đó? Anh là lính hay là cận vệ binh hay là cái gì? Không, tôi quý đoàn trưởng. Quý đoàn trưởng. Dạ. Yeah. Anh có đi cái gì mà có hai cái mà họ xâm nhập vào Việt Nam gọi là đồng tiến. Đồng tiến về nó đi bắt. Về tôi ở thôi. Ừ. Coi như cuộc đời tôi xong. Dạ. Bây giờ nói tới lý tưởng lý thuyết gì tôi không cần nghe. Để tôi nói cho rõ, lúc nãy tôi không hiểu. Có nghĩa là các lãnh đạo của Việt Tân và lãnh đạo của mặt trận Hoàng Cơ Minh là một. Đúng không anh? Đúng. Như vậy thôi, hôm nay anh và ngày mai mấy anh em mình gặp nhau được không? Được. Ok. Nếu tôi là con của anh Phố, tôi tới tôi nói bố, con muốn tham gia Đảng Việt Tân. Thì nó đơn giản thôi. Một là chọn gia đình, hai là chọn Đảng Việt Tân. Nó không muốn chọn cái nào cũng chọn. Đến ngày nay, cộng đồng Việt Nam phải ngoài không rõ Việt Tân và mặt trận khác nhau chỗ nào. Tôi là Nguyễn Thanh Tú, gọi trước mặt tôi là anh Thạch Sơn Ly. Ngoài cái tên đó, anh còn tên là cái? Tên với danh là trong Việt Nam Cánh Tân Mạng Đảng á. Dạ. Tên là Bùi Văn Huy. Bùi Văn Huy. Nguy hả? Nguy hiểm. Nguy hiểm, ok. Là tên đảng của anh. Anh nói là đảng Việt Tân hả? Đảng Việt Tân. Anh vào đảng, nhập vào đảng năm nào? Năm 1985. 85. Như vậy tôi hỏi anh cái này, nếu anh là đảng Việt Tân chắc anh nhận ra cái hình này hả? Đúng rồi, đó là lá cờ. Lá cờ gì anh? Cờ Việt Tân. Làm sao anh nhận ra lá cờ Việt Tân? Tại đứng tuyên thệ trước lá cờ mà. Biết. Ồ, anh tuyên thệ, đứng tuyên thệ trước lá cờ. Lần đầu tiên anh thấy lá cờ là năm mấy? Cái lá cờ vì đảng Việt Tân năm 1985. Tôi sẵn đây tôi hỏi anh hai cái nhân vật này. Đây là Đỗ Bạch Thố. Anh với Đỗ Bạch Thố liên hệ ra sao? Cũng chiến hữu nhau trong chiến khu vậy đó. Thân mật hay nào? Thân mật. Dạ. Giờ anh là lái taxi cho Vinasun. Còn đó là Lên Bảo, gọi là Lên Bảy. Anh có biết những lãnh đạo của đảng Việt Tân là ai không? Lúc đó thì vô đó thì chỉ biết là thầy Hoàng Cơ Minh thôi. Đến là chủ tịch Hoàng Cơ Minh là thành lập cái đảng Việt Tân. Yeah. Chỉ biết vậy thôi, nhưng mà do anh Trần Thiên Khải là anh Trần Thiên Khải là anh giới thiệu là nói rằng ở đây là mình có một cái đảng gọi là đảng Việt Tân. Yeah. là viết liền luôn là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Vâng. Gọi tắt là Việt Tân. Yeah. Rồi sau đó thì anh Hải anh mới giới thiệu vô đảng Việt Tân. Yeah. Ai chủ động và chỉ đạo cái việc tuyên thệ? Thì lúc đó là trong đó là chuẩn bị về đồng tiến 1, đồng tiến 2 á. Dạ. Là bắt buộc các kháng chiến quân hết là đều vô Việt Tân hết. Có nghĩa là trước khi xâm nhập vào Việt Nam phải tuyên thệ hoặc là bắt buộc phải tuyên thệ vào đảng Việt Tân. Những người xâm nhập vào nước Việt Nam đồng tiến 1, tiến 2 là đồng tiến 3 đều là đảng viên của Việt Tân. Dạ, đúng rồi. Như vậy đúng ha? Ok. Nếu như anh nói như vậy, có nghĩa là những lãnh đạo mặt trận là lãnh đạo Việt Tân.
đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Có nghĩa là 2 mà 1, 1 mà 2. Dạ, anh nói chi tiết một tí về cái đào ngũ, bao nhiêu người đào ngũ, bao nhiêu người bị tử hình và mỗi người tử hình biết bao nhiêu viên đạn. Thì hồi xưa nói đùa với nhau á, là thường thường là do dòng trống là bị sốt ghét. Dạ. Do sốt ghét là phải uống 12 viên ký ninh chứ 3 viên phân si đa. Dạ. Nhưng này nó uống có 1 viên phân si đa. Dạ. Ta gọi là uống 12 viên ký ninh với 1 viên phân si đa. Dạ. Là có nghĩa là bắn 12 viên với 1 viên ân huệ. Tổng cộng là 13 viên. Dạ. Anh có biết bao nhiêu người bị tử hình không? Cái đó thì số mà dục đào ngũ á thì cũng có nhiều người lắm nhưng mà mình không có nhớ hết. Dạ. Tại lúc đó nằm ở ngoài. Tại vì bên đây là bên Thái, bên đây là bên Lào. Dạ. Cho nên ngày nào cũng đi hành quân ở từng tiểu để hành quân ở đó. Còn những ngày nào mà ở lại á, thì người ta làm chuyện mấy chuyện đó. Dạ. Còn có mình mà mình không biết. Mình chỉ đi từng tiểu thôi. Dạ. Nhưng mà chỉ biết là sau này tối về bắt đầu họp hành như nào. Dạ. Nó ở cái người đó là tử hình như vậy. Dạ. Dạ. Ừ. Lúc này tôi hỏi anh hơi sớm mà quên hỏi anh cái lý lịch anh tí. Anh qua cái trại nào, ở trại nào và ai tuyển anh? Lúc đó là năm 1982 thì đó. 82 vượt biên vô trại Đức Du 82. Là lúc đó là anh Nguyễn Quy là về kêu bằng là đi kiếm quân. Dạ. Yeah. Kiếm quân Nguyễn Văn Lộc đúng không anh? Nguyễn Văn Lộc với anh Nguyễn Quy á. Dạ. Yeah, Nguyễn Huy. Là lúc mà họ tuyển anh đó, họ có hứa với anh những cái gì không? Thì cũng họ cũng nói rằng là khi mà đi vô trong cái tổ chức á. Dạ. Là cái được huấn luyện ở bên nước ngoài như vậy á. Dạ. Nhưng mà đâu có ngờ cái là đi vô tổ chức xong là bắt đầu đẩy vô cái tỉnh Obon. Yeah. Obon bắt đầu là đi vô đường Lào. Đi vô ngay chỗ biên giới Lào với Thái. Dạ. Yeah. Họ nói huấn luyện ở nước ngoài là nước nào? Thì nước Mỹ. Nước Mỹ. À. Tôi hỏi anh, nếu mà anh biết lúc bấy giờ mà không có huấn luyện ở nước Mỹ anh có đi không? Đâu có ai biết, tại vì tại lúc trong thời gian đó là trong trại Thái Lan á. Yeah. Nó rất là khắc khe lắm, nó cực lắm, với hai Thái đánh dữ lắm. Yeah. Đúng không? Đánh người mấy người tị nạn là dữ lắm. Yeah. Cho nên ai cũng nhiều lúc người ta thôi liều thôi đi luôn. Yeah. Chứ bây giờ mà sống trong đây mà bị Thái đánh hoài, với hai nữa bây giờ đánh mỗi tay quá bắt dần mình đánh. Dạ dạ dạ. Cho nên giờ em cũng đăng ký đi theo luôn. Dạ dạ. Ý chúng hỏi anh đây là lúc mà khi mà các anh nghe nói tới huấn luyện bên nước ngoài là nước Mỹ đó, thì cái đó có phải là một trong những cái lý do chính để các anh muốn qua tới đất nước Mỹ không? Dạ đúng rồi. Bây giờ như vậy, thay vì tôi hỏi anh tiếp tục nữa, tôi muốn anh chia sẻ tôi chi tiết nhé. Cái cuộc sống trong cái chiến khu ra sao anh? Tâm trọng là nó 5 cái không. Dạ dạ dạ. Là không biết, không nghe, không thấy, không nói, tốt nhất đừng hỏi. Không biết gì hết. Là không biết gì hết. Bên hải ngoại thì nó có 5 có. Dạ. Có biết, có nghe, có thấy, dạ, có hỏi. Dạ. Tốt nhất là nói. Dạ. Còn trong chiến khu là không có nói gì hết. Dạ. Như vậy trong lúc ở trong cái chiến khu này, có khi nào các anh có cảm tưởng như không khác gì các anh ở trại Thái Lan cũng bị khủng bố nghe không? Vừa vô chiến khu thôi là thấy là đó, bắt đầu là thấy hết an tâm. Như vậy anh. Mà để cái chừng 1 tháng 2 tháng coi sao thì có nhiều người anh em ta cũng trốn. Dạ. Trốn thì họ đem ra xử bắn. Thì lúc đó cái đầu mình cũng hoang mang à. Dạ. Chứ bây giờ mình trốn ra Thái nó bắt cũng đem trả về đây. Dạ. Là mình cũng chết. Dạ. Thôi kệ, tới đâu thì hay tới đó. Là có nghĩa là không còn đường nào mà thối lui á. Dạ. Những việc gì cho các anh thấy không được an tâm? Trong trọng thì nó rất là phức tạp lắm. Vâng. Cho nên khi mà ngồi tiếp xúc như vậy là không có được mà tiếp xúc. Dạ. Rồi với hai nữa là chuyện anh ấy làm giống như là một cái máy vậy. Cuộc sống thì nghe nói rằng là phong trào quốc gia yểm trợ kháng chiến hải ngoại, yểm trợ cho mình như đồ này đồ kia. Vâng. Đó. Là bây giờ là mình tải vô không hết, là bị Thái nó lấy hết rồi. Dạ. Có nhiều cái thấy nó mạnh lắm anh ơi. Dạ. Chứ mình nói ra thì nhiều lắm. Anh nói không có an tâm mà cái số mà nhiều người đã khi mà bước tới đó, tức là gọi là thất vọng đó.
không an tâm thấy đó. Nếu mà họ có cơ hội nghĩa là rời bỏ đồng đi. Đi hết không? Dạ đúng. À. Cái lý do mà họ ở lại là tại vì cái tử hình. Dạ đúng. Giống như tôi ngồi ở đây, Tiến Anh ngồi ở đây, hồi giờ tao mày trốn chứ giờ sống con đây không nổi nữa. Dạ. Đâu có dám nói là ngày mai đi. để cho nói cho rõ, không an tâm nó khác, còn cái khổ nó khác, khổ về vật chất, còn cái an tâm là lúc nào cũng sợ. Đúng rồi, không an tâm là sợ. Cái tinh thần của kháng chiến quân trong cái trên đường đi lúc đó bây giờ sao, có phải là cũng như không an tâm như ở trại hay sao? Lúc đó là muốn về Việt Nam thăm gia đình với thăm bậc cha mẹ thôi. Yeah. Chứ không có muốn rằng là sau này ở trong đó nữa. Yeah. Rất là sợ. Thành ra cứ lúc mà Đông Tiến 1, Đông Tiến 2 ai cũng như là hăng hái đi. Yeah. Để về tới Việt Nam. Yeah. Xong xuôi mạnh ai nấy đi. Yeah. Có nghĩa là không phải là giải phóng mà yeah. Về đó là, cái đây là cái con đường thoát. Đó. Có phải đúng không anh? Đó, đúng rồi. Đúng. Ok, thành ra họ hăng hái về việc đó chứ yeah. Không phải là okay. Yeah. Tại vì anh nhấn mạnh chữ rất là sợ. Đúng yeah. Không anh? Yeah. Không muốn trở lại cái khu chiến khu nữa. Yeah, ok, rồi. Tôi hiểu anh. Trước khi anh rời Việt Nam, anh là học trò, sinh viên hay là cái gì anh? Lúc đó là cũng là 16, 17 tuổi, rồi bước sang năm là 18 tuổi là bắt đầu là đi bên Việt Nam bắt đi nghĩa vụ quân sự. Dạ, dạ. Là đưa qua chiến trường Campuchia đó. Dạ. Lúc đó gia đình sợ quá, dạ. Mới lo cho đi vượt biên. Dạ. Nó vượt biên qua bên Campuchia, dạ. Rồi bắt đầu mới mò qua bên Thái. Dạ. Lúc anh vào cái mặt trận đó, lúc bấy giờ anh mấy tuổi? 18. Nhưng mà tôi thắc mắc tại sao các anh lại gọi ông Hoàng Cơ Minh là thầy? Tại lúc đó ở trong Việt Nam thì có của Hồ Chí Minh, yeah. Bác Hồ Chí Minh. Yeah. Nhưng mà trong đó thì ông Trần Thiện Khải này mới nghĩ như sao á, yeah. Thì phải kêu ông bằng thầy. Thầy. Ừ. Ông thấy ông Hồ Chí Minh với ông Hoàng Cơ Minh có hơi giống nhau không? Thì cái đó là nó cũng hơi tựa. Yeah. Là lúc đó là cái báo đài ở bên hải ngoại mới đem báo vô trong chiến khu dịch để phát yeah. cho mọi người coi. Yeah. Nói là con đường mòn HCM. Yeah. Là con đường mòn HCM, không mình không biết là HCM là cái Hồ Chí Minh với ông Hoàng Cơ Minh. Đúng vậy. Đó. Sau này ở trong chiến khu bắt đầu mới lập ra những tờ báo. Yeah. Thì làm ra những tờ báo. Thì mình biết những cái tờ báo là nói là mình không có tên rồi chứ yeah. Nhưng mà thật ra thì mình cũng coi cho đỡ buồn thôi. Dạ. Yeah. Đồng tiếng hai trên đường đi đó. Nếu mà anh bị ốm, người yếu đó, bị bệnh thì sao, họ mang anh theo, họ chữa bệnh hay là sao? À, cái đó là chết. Chết. Chết có nghĩa là sao? Là ông Lý Hổn chích thuốc cho chết. Cho chết. Ừ. Lúc mà ở trong trại giam Suối Máu á. Dạ. Bắt đầu mới kể nhau nghe, rồi bắt đầu mình mới biết từ từ. À, vậy làm gì á. Mình mới biết, mình mới hiểu. Dạ, dạ. Nhưng mà nếu mà anh bị thương thì họ thủ tiêu anh luôn hay là họ cho anh nuôi thương bệnh? Thủ tiêu. Anh có khe nghi, anh biết cái mặt trận thành lập năm nào không? Mặt trận thành lập năm 1980. 80. 30 tháng 4 năm 1980 tại miền Nam Cali. Anh có biết Việt Tân thành lập lúc nào không? Dạ không, em không biết. Ờ, nhưng mà lần đầu tiên anh nghe tới Việt Tân là năm 1985. Dạ đúng tương thời. Đúng rồi. Tại vì Đông Tiến 1, Đông Tiến 2 là cho vô Việt Tân hết. Dạ. Anh chưa bao giờ chứng kiến những cái tử hình? Dạ có. Có ha? Có. Bao nhiêu người? Nói chỉ 4-5 người thôi chứ còn nhiều lắm. Nhiều lắm hơn ha? Chứ mình nói ra mình nói ngắn gọn nhà mình chỉ biết là 4-5 người thôi. Nè, mấy người này là mấy người mà đào ngũ? Đào ngũ. Tại vì họ không an tâm. Dạ đúng rồi, dạ. Tại vì là ở trong tổng là nó có cái là gì nè, nó nói rằng là trong đây không có trại giam, dạ. Đó, chỉ có cột cờ à, làm đầu ngủ là ra cột cờ bắn. Nếu mà tôi là bạn anh với tôi ngủ cùng mà anh thấy người đó bị tử hình anh nghĩ sao? Thì lúc đó mình cũng hoang mang chứ anh, dạ. Sợ lắm chứ. Bắt cùng đó mình chỉ biết nhìn thôi chứ giờ mình thuốc ghê mình không dám đưa cho họ hút. Dạ, okay. Sợ lắm chứ. Tham gia lúc anh 18 tuổi mà ngày nay anh với tôi là anh thua tôi 1 tuổi. Anh nghĩ là nếu mà những gì anh biết hôm nay, sự thật hôm nay, anh nghĩ vẫn tham gia mặt trận không? Không đâu. Yeah. Sau này cũng không. Dạ. Yeah. Nhà chỉ muốn là an phận thôi nè. Dạ. Yeah. Tại vì hiện giờ em cũng có vợ với mấy đứa con. Dạ. Yeah. Cũng lớn tuổi với hai nữa giờ lo đi làm. Sau khi em bị bắt, Đảng Việt Tân có liên lạc anh không? Không ạ. À. À, lúc đó là mở trong tổng là 6 năm trời. Yeah.
lúc mà anh ra đó họ có liên lạc anh không? Không, không có liên lạc. Nếu hôm nay tôi ngồi trước mặt anh nói anh Sơn Ly, tôi muốn đi tham gia mặt trận Việt Tân như vậy đó, anh khuyên tôi, những lời khuyên của anh là gì? Trong chính bản thân em là dân kháng chiến này, dân kháng chiến quân này, mà từ khi mà mới tù về, cải tạo về tới về xã hội giờ cũng đâu được cái gì đâu. Thì bây giờ hỏi mình đi theo làm cái gì? Chả đi theo, tại vì họ đấu tranh trên phương diện của họ. Còn mình đừng bao giờ nghĩ tới mấy người đó. Tại vì ở bên bản là người ta có quyền lợi hết. Tại vì người ta để lấy tiền của đồng bào hải ngoại. Với phần nữa, đồng bào hải ngoại sau này có một số người đã hiểu, đã biết được cái Việt Tân như thế nào. Còn trong Việt Nam này thì lâu lâu nó xuất hiện ra Việt Tân này, Việt Tân kia. Thì em cũng không gần như thế nào, nhưng mà em thì thường em coi trên mạng này nọ. Thì em cũng biết. Ngày xưa trong lúc trong chiến khu, lúc mà nói vào không có được an tâm đó. Có khi nào, tôi nghĩ anh có nói câu đó, có nghĩ tới cái việc mà đào ngũ không? Rất là sợ đào ngũ anh ơi. Tại vì anh đi mà đào ngũ mà Thái mà bắt được nó cũng đem về tổ chức Còn tổ chức cũng bắn Chứ bây giờ đa số nhiều người ta cũng bị Mà anh có biết tại sao lính Thái lại bắt trả? Tại có tiền anh. Họ mua chuộc lính Thái. Đúng rồi. Ai mua chuộc? Thì cái đó trong trọng trọng mà mình đâu biết đâu. Trong trọng đó anh nói là mặt trận. Mặt trận. Giống như là có người giống như là họ giao tiếp với bên Thái. Chứ mình không có biết ở như thế nào. Khi mà đi ra ngoài mà Thái bắt được nó đem chở xe thẳng tới chỗ luôn. Anh. Trước hết anh cho biết cái lý lịch tên anh thôi. Tôi là Đỗ Bạch Thố. Đỗ Bạch Thố. Là ngày xưa đó, trước khi tham gia vào mặt trận, anh làm gì ở Việt Nam? Tôi còn đi học. Còn đi học hả? Như vậy đúng là học xong 12 rồi. Anh tham gia vào mặt trận đó, năm nào anh nhớ không? Năm tháng 12 năm 1982. Anh có tham gia vào những cái xâm nhập vào nước Việt Nam không? Sau này đến năm 87 đến năm 87 mới bắt đầu tham gia Đông Tiến 2 đó thôi. Đông Tiến 2, trong cái Đông Tiến 2 bao nhiêu người đi? Chừng 250. Vậy hả? 200 người kháng chiến quân? Cộng cả bên Lào, tụi Lào dẫn đường nữa đó. Rồi, ông Hoàng Công Minh có đi luôn không? Có, trong cái chiến đó không? Lúc đó anh đi, cái địa vị của anh là gì trong đó? Tôi là dân đoàn trưởng. Trước khi anh đi đó, anh có cần phải tuyên thệ vào Đảng Việt Tân trước không? Trước khi mà cuộc đồng tiến 2 nó diễn ra đó, thì có một cái cuộc đồng tiến 1. Rồi trước cuộc đồng tiến 1 nữa, nó có những cái đoàn, những cái người mà nó đi về, nó xâm nhập qua đường bộ, đường Campuchia đó. Trước đó thì trong cái khoảng thời gian khoảng trước đó một năm đó, thì nó mới bắt đầu kết nạp Đảng Việt Tân, tức là nó mới chính thức là cái nó chính thức cho kháng chiến quân biết là cái tổ chức mặt trận là Việt Tân. Anh nhớ năm 1981 1984-85 nó mới chính thức công bố là Đảng Việt Tân trong mặt trận. Thật ra chính thức lúc đó anh mới biết cái đó Đồng Tiến 1 đúng không? Tức là trước Đồng Tiến 1 nữa. Trước nữa, ok. Tức là như thế này, mình phân biệt như thế này. Tức là cái nó không thuộc về cái phần Đồng Tiến, nó chỉ là những cái toán quân xâm nhập qua đường bộ. Rồi kế tiếp là Đồng Tiến 1 là do Dương Văn Tư dẫn quân đó. Rồi Đồng Tiến 2 là ông Minh đó. Rồi Đồng Tiến 3 là ông Trần Quang Đô. Nhưng mà anh phải tuyên thệ, đúng không? Đúng rồi, tuyên thệ gia nhập đảng trước. Có nghĩa là anh là đảng viên. Tức là tất là những anh nào mà xâm nhập vô Việt Nam đều tuyên thệ gia nhập đảng trước khi mà vô Việt Nam hết. Còn nếu mà các anh không tuyên thệ thì sao? Không tuyên thệ thì nó là không cho vô. Anh cho biết Hoàng Công Minh có phải là lãnh tụ hay là chủ tịch gì của Việt Tân không? Đúng rồi. Nhưng mà cái gọi là cái bộ não của Việt Tân với lại mặt trận là cùng một mà hai mà một, đúng không anh? Đúng. Có nghĩa là thành viên của mặt trận là đảng viên của Việt Tân, đúng không anh? Đúng. Nếu như vậy thì có phải là mặt trận là công cụ của Việt Tân? Đúng. Tức là Việt Tân nó chỉ đạo.
Anh có bao giờ nghe tới cái ca chính không? Có nghe phong phanh vậy thôi. Có nghe có nghe, tức là trong chiến khu thì cũng có nghe người này, tức là những cái người mà ở hải ngoại ta về đó. Yeah. Chẳng hạn như ông Quỳnh Tiến nè, Quỳnh Nhân Tiến nè. Yeah. Hoặc là như ông Hùng, tôi không nhớ. Nhưng mà đại khái là có những người, hoặc là Nguyễn Văn Long ở Mỹ về thì họ cũng nói là có nghe phong phanh, họ nói nhưng mà mình không có để ý lắm, tại vì nó không phải thuộc cái nhiệm vụ của mình, không phải là thuộc cái lĩnh vực của mình. Yeah. Nên mình không để ý. Anh có bây giờ anh chứng kiến những cái mà tử hình ở trong trại? Có anh. Ừ. Tức là tôi nghĩ cái nào cũng là cái mà để cho cái bên cái tổ chức của ông Hoàng Cơ Minh ấy, coi như là dằn mặt, hoặc là nói chính xác là dằn mặt những người mà mới vô tổ chức như tụi tôi chẳng hạn vậy. Lúc đầu tiên tôi vô mới khoảng chừng nửa tháng sau thì có ở trong nó có tổ chức một vụ như là kỷ luật á, nó là trong tổ chức kêu kỷ luật một người, nghĩa là kiểu là trộm cắp thôi. Yeah. Trộm cắp lặt vặt trong chiến khu, mà anh biết là ở trong chiến khu mà nó trộm cắp là nó rắc rối lắm. Yeah. Tức là người này nghi người kia, rồi tổ chức nó xáo trộn đủ thứ đó. Yeah. Thì có kỷ luật một người, tức là tử hình một người đó. Ừ. Hồi đó cái người đó tên là Diệp Văn Thành hay Diệp Nghĩa Thành gì đó. Nghĩa Thành. Thì đầu tiên là tôi chứng kiến cái thằng đó. Nhưng mà tại sao anh lại bị tử hình? Tức là anh ăn cắp lặt vặt ở trong chiến khu. Nhưng mà ăn cắp cái gì? Tức là ví dụ như về thức ăn, thực phẩm rồi này kia nọ thì mình không hiểu tại sao. Rồi họ tử hình bằng cái nào? Là bắn. Bắn à? Cái này bắn rồi 18 phát, 16 phát rồi. 16 rồi 16. 16 phát. Với lại một viên lăng quẹ nữa. Là 17 viên. À. Mà ai là những người bắn mấy cái tử hình? Tức là cũng anh em kháng chiến quân thôi. Vâng. Nhưng mà ví dụ như những người bắn họ cũng không biết là ai bắn, tức là tại vì 12 người là. Yeah. 12 người, coi như một đội hình là 12 người, nhưng mà khi mà bắn nổ súng thì cũng anh nào cũng có đạn ở trong đó hết. Ừ. Nhưng mà ví dụ đạn mã tử cũng có, đạn thật cũng có, đạn giả cũng có đó. Yeah, yeah. Cho nên là đại khái là không biết ai mà bắn hết. Ngoài cái đó ra còn bao nhiêu người bị tử hình trong trại không? Cũng rất nhiều á, theo như tôi biết là cũng được khoảng chừng chục người trở lại. Quá trời. Biết cũng nhiều. Mấy người đó có thể là làm gì? Họ bỏ tổ chức. Bỏ tổ chức. Họ trốn đi ra. Ừ. Tức là họ cho là trong cái cuộc sống chiến khu nó khổ quá. Yeah. Họ chịu không nổi, họ bỏ, họ trốn đi. Ừ. Bị bắt lại, ra Thái cũng bắt lại. Rồi Thái bắt giao lại cho Hoàng Cơ Minh. Rồi Hoàng Cơ Minh tử hình. Anh có biết cái này là cái gì không? Lá cờ đảng Việt Tân. Lá cờ đảng Việt Tân. Anh có khi nào thấy cái lá cờ đảng Việt Tân này trong trại không? Tức là lúc mà tôi tuyên thệ là tôi thấy lần đầu. Tức là gia nhập đảng Việt Tân là mình thấy lần đầu. Tức là khoảng năm tôi gia nhập đảng Việt Tân năm 85. 85. Anh gia nhập 85 đảng Việt Tân, tuyên thệ vào đảng Việt Tân 85. Nhưng mà anh gia nhập vào mặt trận 1982 tháng 12. Đúng rồi. Anh thấy cái lá cờ này nằm ở trong trại khi anh tuyên thệ. Tức là tôi thấy lần đầu tiên á, là nó lúc mà tôi tuyên thệ gia nhập đảng Việt Tân á. Ừ. Rồi sau này thì nó có cái văn phòng của đảng riêng. Ừ. Khi mà mình vô đó thì mình mới thấy lá cờ này, còn ngoài ra thì ở ngoài. Tức là ở trong mặt trận á, nó không có công khai cái lá cờ này đâu. Trừ trường hợp anh nào là đảng viên nó mới... Lúc cái anh xâm nhập có mang cái lá cờ này không? Có. Có nghĩa là lúc mà xâm nhập vào nước Việt Nam, các anh mang cái lá cờ này. Đảng Việt Tân là cái đảng mà xâm nhập vào nước Việt Nam. Như vậy nếu mà theo anh nghĩ gì, nếu mà Việt Tân họ bảo ra cái chính sách của họ là không bạo lực. Đi kháng chiến mà không bạo lực làm sao mà. Okay. Đã cầm súng là đã là bạo lực rồi đúng không? Dạ vâng. Dạ. Đây nè. Anh thấy cái lá cờ. Anh thấy cái lá cờ của Việt Tân trong lúc mà anh thấy lính được không? Cái này là ông Bảy hôm qua ông đào tạo, ông có cái hình ông đó mà. Thì là ông Bảy là cái ông mà hôm qua tôi phỏng vấn, ông có hình ở trong đây ông biết. Đúng rồi. Dạ. Cái này là lúc nó tuyên thệ ở cái này, sau này nó thành lập, sau này nó là cứ 83 nè. Dạ. Nó đặt đài phát thanh ở đây. Thấy rõ anh ha. Đó là nhiều quá ha. Dạ. Cái này ngày xưa lúc mà nó tuyên thệ nó làm những cuộn phim để nó ra ngoài hải ngoại, nó tuyên truyền ngoài hải ngoại á, nó có những cuộn phim này.
Tại tôi muốn cho anh coi cái video coi này có phải là đúng cái mấy cái lá cờ của Việt Tân trong cái chợ trong đó không? Anh nhận ra cái hình này là hình gì không? À, cái hình này là cái hình của kháng chiến quân tuyên thệ đấy, đúng không? Kháng chiến quân tuyên thệ, khi mà tuyên thệ thì nó có cái hình này, tức là lá cờ vàng ba sọc ở trên, lá cờ đảng ở dưới, nhưng mà cái hình này khi mà tuyên thệ mới có cái cảnh này. Đã tù bao lâu? Đã tù 17 năm. 17 năm. Có bao giờ mà Việt Tân liên lạc giúp đỡ anh gì không? Không có. Không có. Họ không hỗ trợ gì cả. Theo anh nghĩ là họ đối xử với anh sao? Tức là theo tôi nghĩ là họ cái dạng giống như là dắt chanh bỏ vỏ thôi. Dắt chanh bỏ vỏ thôi, tức là cái chuyện đó xong rồi. Họ không muốn dính dáng tới nữa vậy đại khái. Bỏ rơi cái còn người nào đại khái là anh nào chết ráng chịu họ không có quan trọng. Trước khi tôi kết thúc, tôi muốn nói rõ lý do tôi không đề cập tới cái lý tưởng của các anh như tôi nói lúc đầu, đó là tôi nghĩ là quá khứ anh đã trả nợ cho xã hội và xã hội đã tha thứ cho anh. Nhưng mà cái quan trọng nhất là anh tới với cái gọi tình nguyện, về cái tình cảm, tình người với người và tình đồng hương. Tôi và gia đình tôi và những cái nạn nhân của băng đảng Việt Tân thành thật, chân thành cảm ơn anh giúp tôi. Tôi nghĩ là sự thật cần phải phổ biến. Có sự thật mới giải phóng được cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Anh có vài lời gì anh muốn chia sẻ nói trước khi? Thì tôi cũng nghĩ với anh vậy, tức là tôi quý mến anh ở chỗ mà mặc dù biết anh chưa lâu, nhưng mà tôi quý anh ở chỗ là anh có cái nhìn nó hơi xa, nhìn rộng, và cái tầm nhìn của anh nó giúp ích được cho nhiều người khác nữa. Thành ra tôi nghĩ là mặc dù tôi không có biết nhiều, nhưng mà những cái gì mà tôi biết thì tôi có thể là giúp được anh. Mong rằng anh, cái chút ít của tôi có thể giúp ích được cho anh trong cái công việc của anh. Chúc anh thành công.